Dùng giấy bọc lột gel Expert Touch Remover Grab để lột bỏ gel color một cách dễ dàng và tiết kiệm. Chỉ cần nhúng miếng giấy bọc lột gel Expert Touch Remover Grab vào nước tẩy Expert Touch Lacquer Remover. Đặt miếng giấy bọc đã nhúng lên bề mặt gel và quấn chặt vào ngón tay. Khi đã quấn xong tất cả các ngón, bấm hẹn giờ 15 phút trên đồng hồ. Bọc hai bàn tay bằng găng hở ngón Expert Touch Salon Mix và khăn bông để giữ ấm cho hai bàn tay. Ấn nhẹ để tháo bỏ lớp giấy bọc, gel sẽ rất dễ chóc ở trên ngón. Bạn có thể lấy cây đẩy ra, có thể dùng lại Reusable Cuticle Stick của OPI để đẩy bỏ lớp gel. Nếu cần thêm thời gian để lấy gel ra, nhúng lại miếng lót và quấn lại ngón tay. 5 phút sau, kiểm tra lại các móng. Dùng cây đẩy ra, có thể dùng lại Reusable Cuticle Stick để nhẹ nhàng đẩy bỏ phần gel còn lại trên móng. Khi đã lấy hết gel ra, hoàn thiện móng tay tự nhiên bằng chất dưỡng móng OPI hoặc chuẩn bị móng để sơn lại gel color.